cái set cao nhất ấy, 339, tại cái set đó là có nhiều đồ ăn, đồ ăn nó phong phú đa dạng, hải sản cũng nhiều. Nói chung là một tháng thì khoảng 4 lần tới đây vào cuối tuần. Mình thích hai vị nhất là vị lẩu Thái và lẩu nấm. Thì mỗi lần mà hàng tới đây thì thường hàng gọi món gọi menu gói bao nhiêu? Hằng thường gọi gói 279, tại vì nó sẽ nằm giữa, nó sẽ vừa có dim sum và các loại hải sản luôn. Nó không có quá mắc nhưng mà nó cũng vừa đủ ăn. Hôm thì khách nói nhân viên là kêu quản lý ra, thì mình cũng tưởng là khách không hài lòng vấn đề gì, khách ra gọi mình ra để góp ý. Nhưng mà gọi ra thì khách nói là lẩu nhà hàng ăn ngon quá, nên mình thấy rất là vui và hài lòng. Xin chào mọi người, mình tên là Liễu, hiện tại mình đang là quản lý ở nhà hàng Raquel á. Thì có địa chỉ là 483 Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3. Thường thường là bên mình sẽ hoạt động là từ 10 giờ sáng cho đến 22 giờ 30. Hiện tại là buffet bên mình đang có 4 mức giá, áp dụng là 339, 279 và 219. Hiện tại menu thấp nhất là 165, thì bên mình áp dụng từ 10 giờ cho tới 16 giờ và thể tính toán trước 16 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và không có áp dụng vào ngày lễ. Hiện tại là quầy live bên mình hiện tại là đang có mì, nước chấm và rau, có một số đồ ăn nhẹ, còn thịt và tất cả hải sản là nhân viên sẽ bưng ra. Thì hiện tại là khách sẽ lựa chọn giá vé trước và bên quán sẽ đưa ra cái giấy tích cho đúng với cái giá vé mà khách đã lựa chọn để khách được chọn lựa chọn đồ ăn và được gọi. Tại nước lẩu thì hiện tại bên quán đang có 8 vị để lựa chọn. Bestseller của quán thì sẽ là lẩu Thái và nấm. Nấm thì sẽ có vị thuốc bắc nhẹ. Gần về đây thì mình thấy khách bên mình đánh giá cái lẩu Mala bên mình khá là ok. Mala thì dạng là cay tê đầu lưỡi. Đạn lẩu Thái thì dạng cay nhẹ thôi ạ, cay nhẹ và thanh. Còn lẩu nấm thì sẽ thanh và có vị thuốc bắc. Dạng nếu mà khách đi từ 2 người thì khách sẽ lựa chọn là 2 ngăn. Còn nếu mà nhóm tầm 7-8 người thì khách sẽ được chọn 4 ngăn 4 vị luôn. Mình đi vào buổi trưa từ thứ 2 đến thứ 6 thì bên em đang có chương trình là check in là được miễn phí nước refill uống thoải mái luôn. Thì tất cả các mức giá đều có chương trình refill nước miễn phí đó. Còn buổi tối thì bên em có chương trình check in để giảm 20% cái giá vé buffet. Điều kiện để mà được ưu đãi thì mình sẽ phải book bàn trước và mình đến mình check in Facebook. Ngoài những món chính và những món ăn nhẹ ở quầy live thì bên quầy live bên mình còn có những đồ tráng miệng như trái cây, chè, rau câu và đặc biệt là có thêm món mới là kem tươi. Kem tươi bên mình thường thường sẽ chạy hai vị chính là vani và sô cô la và kem mix giữa hai vị đó luôn. Có những khách mà một tuần đến 3-4 lần liền. Nghĩa là đến ngày nào cũng đến, hôm nay đến, mai đến, ngày mốt cũng đến luôn. Ngoài ra thì quán sẽ có những cái khu đặt tiệc riêng, bên quán còn nhận setup trang trí sinh nhật hoặc là đặt tiệc. Mình cũng cảm ơn khách hàng đã luôn luôn quan tâm đến Raquel trong thời gian qua. Cũng hy vọng sắp tới sẽ được phục vụ nhiều khách hàng mới nữa. Nói chung là tươi ngon, đa dạng mà sạch sẽ, nhân viên phục vụ nhanh. Gọi món thì là khó mang tới liền. Thường thì em tới đây em gọi xế lẩu 165.000. Em thấy giá này rất là rẻ và phù hợp với tất cả các bạn sinh viên. Em ăn đây được 2 năm rồi, chắc cũng khách quen quán ruột ở đây luôn rồi à. Đặc biệt nhất là hàng biết ở bên Raquel đó là khi mà mình ăn lẩu mà nếu mà bạn nào ăn lẩu xong mà chưa no là mình mỗi người trả thêm 25.000 nữa mình có thể ăn được cái lẩu sệt nữa. Trời, hay quá nhở. Rất là ngon, lẩu sệt là có phô mai kéo kéo sợi sợi mà mấy bạn trẻ đang rất là thích hiện giờ. Các bạn nên tới Raquel ăn thử một lần nha.